cái dạng bọc bọc vô chứ cái kia nó ăn nó bị tụt mấy kiếp nha mà. Sau này mà có nhà to hả, làm phòng ngủ thiệt là rộng, xong rồi làm giường mét 8 làm nó sướng. Mua cái nệm mà kim đan hay lên tiên á gì đó xương xương vậy thôi. Đỡ mỏi lưng. Cuộc sống an nhàn vậy thôi. Đơn giản chứ, an nhàn. Thay cái nhà xong cái thích có cái phòng mà có cửa kính, nó mở cửa kính đây là có cái view hồ bơi hay là cái view hồ cá gì đó. Sáng kéo rèm ra là thấy nắng rồi. Những resort á. Ừ, chị đang tính xây resort chị ở mà. Cho hai mẹ con ké ở nhà kho còn được. Đâu, chị sẽ dư xây dư một phòng. Để em đỡ có khách hay có ai cần ở, ở. Sau này chị có tiền chị thuê người giúp việc. Người giúp việc ở. Có rung máy đó. Hả? Có rung máy đó. Đang tưởng tượng về một tương lai tươi sáng. Tất cả chị là tưởng tượng. Có tiền thuê thiết kế hả? Thiết kế cho bài bản. Họ vẫn thử hồi đó và thuê thiết kế nhiều tiền. Ở đâu xa? Thằng Út nó quen mới thiết kế kìa. Có ở Sài Gòn, Đà Nẵng nó mắc tiền hơn ở vùng Ma Thuột chứ. Người quen chắc rẻ hơn nhé. Chưa chắc. Có vợ chồng ông kia được lên tivi luôn đó. Nhà của ông bà. Để nào lúc mua lên tivi thì ổn mà. Giờ chị mà xây cái nhà như vợ chồng chị tương tự là cũng được lên tivi. Trên xuôi tùy chân nữa chứ. Tùy trên nữa chứ. Vì giờ ví dụ có tiền mua xào đất trước xong rồi trồng cây. Trồng cây cảnh, trồng cây ăn trái á. Có tiền cái xây nhà là lúc nó cây cũng có trái con lớn rồi. Lỡ không có tiền thuê nhà thì thu trái kiếm tiền trả nợ. Sau vườn sẽ trồng cây ăn trái. Ở giữa giữa nhà sẽ làm hồ cá, hồ bơi. Trên trồng rau, trồng hoa. Cứ mơ đi. Làm khu để đựng vỏ xe riêng. Một khu để riêng xe đi làm của anh Dũng. Đâu để xe xe khách á, khách tới làm việc á. Ô tô, xe máy rồi. Làm cái tròi lên dưới xe. Bài bản. Để xe cày. Xe cày xe ngựa chiến nghe nó cứ lăn lăn trong người. Không có chị sẽ tài dư xây dư một phòng mẹ con thấy ở thì thôi không ở chị đâu, con do lau nhà mệt. Với con lau nhà dọn nhà mệt lắm. Chị cũng đang tính ở lại dọn dẹp lau nhà mà giống đi làm ô sinh. Nói vậy thôi. Ủa chứ muốn ở thì cũng phải có không. Thôi để chị thêm ô sinh cứ xài thấy cũng khó lắm. Thêm ô sinh cha. Thêm người giúp việc này để dọn dẹp nhà cửa tưới cây nấu bữa ăn. Ngày sướng về đợi đấy. Thế nào chục năm nữa chắc có.